Kính thưa quý vị, nhân dịp phái đoàn SBTN South Carolina cùng với trên 10 đồng hương tại South Carolina về Washington DC để tham dự kỷ niệm 10 năm SBTN và 5 năm SBTN bản tin Hoa Thịnh Đốn vào ngày 2 tháng 6 năm 2013. Một số khán giả SBTN tại South Carolina nhờ chúng tôi chuyển đến sứ ngôn viên Diệu Quyên một câu hỏi do sự quan tâm và lòng ngưỡng mộ của họ. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa chị Diệu Quyên, sự thành công của SBTN 10 năm qua thì người ta thấy đằng sau cái sự thành công đó là có bóng dáng của chị. Và họ muốn hỏi rằng làm thế nào để chị có thể giúp anh Trúc Hồ hoàn thành một cái nhiệm vụ rất là phức tạp như vậy, và đồng thời chị vẫn luôn luôn giữ cái vẻ rất dịu dàng của một cô giáo ạ. Chị Quyên xin thân ái kính chào quý khán giả của đài Sài Gòn SBTN ngay tại South Carolina và xin được chào anh Phạm Bá Hân. Thưa anh, thưa quý vị, đối với Diệu Quyên thì cái công việc dạy học là cái công việc mà Diệu Quyên đã ấp ủ trong lòng rất là lâu. Và khi dạy học cho các em, không những dạy toán và dạy Việt ngữ cho các em trong những cái ngày cuối tuần, thì đó là một cái kinh nghiệm đã mang Diệu Quyên tới gần với lại cái công việc của SBTN hiện đại. Đó là hiện nay Diệu Quyên đọc tin tức hàng ngày. Thứ nhất là để trau dồi tiếng Việt, và thứ nhì là để sau một cái ngày làm việc mệt mỏi ở nơi trường học thì Diệu Quyên có thể nhìn tổng quát cái thời sự nó xảy ra như thế nào để mà giúp cho Trúc Hồ, và đứng đằng sau cho Trúc Hồ thì không những cái công việc SBTN mà từ xưa tới nay, chẳng hạn như mỗi lần mà Trung tâm Asia có những cái chương trình thâu video thì Diệu Quyên cũng lãnh cái trách nhiệm là đứng điều hợp cái sân khấu ở phía bên trong như là điều hợp một cái lớp học vậy đó thưa anh. Và vì thế khi mà có những cái kinh nghiệm điều hành lớp học qua tới điều hành sân khấu, rồi từ từ đó lại mang vào cho mình cái công việc khác, đó là đọc tin tức. Và khi đến lúc mà đài truyền hình SBTN có được trong vòng 10 năm qua thì Diệu Quyên lúc nào cũng ấp ủ trong lòng là đứng đằng sau Trúc Hồ, giúp Hồ và giúp cho đài mọi việc với cái khả năng của mình. Diệu Quyên không có dám nhận là sau cái lưng người đàn ông có một người đàn bà thành công. Diệu Quyên không dám nhận những cái đó, tại vì không những là Diệu Quyên làm được cái việc đó, nhưng mà có ơn trên phải phụ giúp vào, thì ơn trên may mắn cho Trúc Hồ đã có những cái cánh tay rất là mạnh chung quanh Trúc Hồ, và South Carolina cũng là một cái cánh tay cho Trúc Hồ nối dài. Ngoài ra thì ngày hôm nay được góp mặt tại Washington DC để mừng kỷ niệm 5 năm. Washington DC trong thời gian vừa qua đã đóng góp phải nói là tăng trưởng không ngừng, và không phải là chỉ là một cái nhóm nhỏ mà càng lúc chúng ta thấy càng lớn, càng bành trướng rộng hơn với những cái tin tức, với những cái phần phóng sự mà rất là nhanh chóng cho các anh mang về để tiếp một cái hơi sức cho đài SBTN Trung ương. Và vì thế thì Diệu Quyên không dám nói đây là cá nhân của Diệu Quyên, mà phải nói là của các anh, của các đài truyền hình SBTN, phải nói là chi nhánh để mà làm cho SBTN Trung ương được thành công ngày hôm nay. Xin cảm ơn anh. Xin cảm ơn sứ ngôn viên Diệu Quyên. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và kính chào quý vị.